Ngưng nghi quá ồn rồi. Khoan khoan, đau mớp vàng. Sướng quá. Vàng này vàng bọng chứ không phải vàng đặc ruột. Rồi bây giờ trước khi mà cái cuộc chơi của chúng ta bắt đầu, xin mời tất cả những người chơi sẽ trải qua một cái thời gian thư giãn đầu giờ, đó chính là một cái âm thanh chữa lành bệnh tật. Nghe muốn bệnh thêm á. Mà con này nha, đường cái nha, từ trên dưới dạ trên luôn á. Ừ, không có cái gì thiệt luôn á trời. Đây nè. Mày ơi, dạ lớn nè. Rồi mình đừng có chặt chém tụi nhỏ. Cái này giả luôn nè. You what? Anh ơi chọn nó bể đó, được. Anh thấy đẹp. Đó, đẹp. Thấy đẹp. Đó, thấy chưa? Wow. Chỉ cần có một người thấy đẹp là được rồi. Cái này là mình nới rồi đó phải không? Toàn nát nè. Nếu mà không nới là nó vậy đó hả? Kính thưa quý vị, chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. À quý vị nhớ coi trên kênh YouTube nha mọi người nha. Ôi đừng có xăm xôi nữa. Rồi. Bây giờ mình vô cái chương trình nè. Ừ. Bây giờ là một cái thủ tục đầu tiên quen thuộc, đó là chia đội. Bây giờ mình chơi chạy đua 500m đi. Rồi anh nghĩ là mình chạy 500m xong mình có sức mình chơi nó không? Ôi không được chơi nữa. Không có được. Bây giờ mình như là một là bề đen, hai là bề trắng. Hai người cùng màu vô một đội. Thôi úp lá khoai đi ha. Úp lá khoai. Trời ơi. Úp lá khoai 12 trong trong. Đứa mặc áo trắng, đứa mặc áo đen. Đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống thục. Ê lâu quá, lâu quá. Ra thục vô. Lâu quá vậy. Thục ra vô ba lần. Thục ra, thục ra. Thục ra, thục vô. Thục ra, thục vô. Nói ba lần. Nói ba lần, mấy hai lần. Lại nè. Ba. Thục ra thục vô, thục ra thục vô, thục ra thục vô. Không, thục cho đã của bốn người. Nát chi cho dài, cuối cùng bốn cái trắng. Một đội một bên tôi, một đội. Nói nghe nè. Bây giờ hai người vừa tìm xùm với nhau đi, rồi người trắng người đen thì về. Ừ. Vậy nè, bên đây em sẽ tìm xùm đây, đây tìm à, anh, hai anh tìm xùm đây. Thắng và thắng, thua và thua. Thắng tôi. Đây. Đây, thắng. 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 Rồi. Vậy đi cho lẹ đâu. One, two. Ủa, ra cái giếng. Chơi cái miệng nào mà ra cái giếng vậy? Mình bỏ cái giếng ra rồi. Kéo búa bao thôi. À, cái giếng nhỏ lắm, mày mốt 1, 2, 3, đưa dòng xuống ra. Cái ao á, cho nó bự. Cái này giếng nhỏ lắm. Em thắng cái thua vậy? Dạ, em thua. Ra cái búa đi. Để chỉ. Ra cái kéo. Để làm sao? Người ta thua. Thôi mình bỏ tiền ra mình làm, mình sắp xếp đi. Rồi mình thắng luôn đi. Kìa, mày bỏ tiền ra muốn làm thì làm. Thắng nào thắng. Ôi. Anh ơi, anh đánh vô cái chỗ nhạy cảm nè. 1, 2, 3. 1, 2. Về vị trí đi, về vị trí đi. Về vị trí bên đây. Rồi. Vậy là chúng ta đã có được hai đội chơi, đó là đội của ngoại Vũ Hà và anh Quỳnh Lập, và đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Cano. À, giao diện gì mà kêu chị Cano được đầu đinh. Nhưng mà chị Cano. Anh Cano. Xẹt chị Cano.